Xin chào các bạn. Trước đây, gói PSN Plus chỉ đơn thuần hỗ trợ người chơi trong việc tham gia các trận đấu trực tuyến, khiến chỉ những game thủ muốn trải nghiệm môi trường này mới lựa chọn dịch vụ. Tuy nhiên, sau khi Sony nâng cấp gói dịch vụ của mình, ngày càng có nhiều lý do để bạn cân nhắc sử dụng PSN Plus hơn. Vậy, đâu là những lý do đã khiến cho Halo quyết định đăng ký gói Premium? Hãy cùng khám phá trong video ngày hôm nay. Let's go! Lý do chính khiến mình đăng ký PlayStation Plus là thư viện game miễn phí phong phú đi kèm với các gói Extra và Premium. Hai gói này mang đến giá trị vượt trội so với gói Essential, vốn chỉ cho phép chơi online và miễn phí 2-3 tựa game mỗi tháng. Với gói Premium, mình có quyền truy cập vào hàng trăm trò chơi PS4 và PS5, bao gồm cả những tên tuổi nổi bật như God of War, Uncharted và Red Dead Redemption 2. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để khám phá những tựa game hấp dẫn khác trên PlayStation Store mà trước đây các bạn có thể đã bỏ lỡ. Nhiều game thủ, trong đó có cả Halo, đã tìm thấy nhiều trò chơi thú vị như Returnal mà trước đây không biết đến. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho game thủ mà còn giúp các nhà phát hành nhận được sự quan tâm xứng đáng cho sản phẩm của họ. Ngoài việc truy cập vào kho game phong phú, bạn còn có thể tìm thấy nhiều ưu đãi hấp dẫn trên PlayStation Store. Hệ thống này thường xuyên có các chương trình giảm giá cho các thành viên của PlayStation Plus, bất kể gói dịch vụ bạn sử dụng. Mức tiết kiệm có thể từ nhỏ cho đến lớn, bao gồm cả những tựa game mới phát hành và các trò chơi kinh điển. Trong một năm vừa qua, việc sở hữu PSN Plus đã giúp mình tiết kiệm từ 200 đến 300 USD khi mua cái tựa game yêu thích, mang lại cảm giác như là mình đang sở hữu những trò chơi với mức giá hợp lý. Đối với game thủ sở hữu gói Premium, bạn có thể chơi thư bản demo của hầu hết các tựa game AAA trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ. Tính năng này cho phép bạn có cái nhìn rõ nét hơn về trò chơi trước khi quyết định mua. Đây là một lợi ích thiết thực, đặc biệt tại Việt Nam, nơi việc yêu cầu hoàn tiền cho game số là điều khó khăn. Nhờ vào bản demo, bạn có thể dễ dàng từ bỏ ý định mua nếu cảm thấy không phù hợp và dành ngân sách cho các tựa game khác hấp dẫn hơn. Một trong những tính năng mà mình yêu thích nhất của PlayStation Plus đó là khả năng lưu trữ đám mây cho các save game quý giá. Các thành viên có thể lưu trữ tối đa 100GB dữ liệu game của PS4 và thêm 100GB cho PS5. Tính năng tự động tải save game lên đám mây giúp bảo vệ dữ liệu của bạn ngay cả khi máy PS5 gặp sự cố. Hơn nữa, việc lưu trữ này cũng giúp tiết kiệm lượng ổ cứng cho các mục đích khác. Dù có nhiều thay đổi, việc game thủ đăng ký PSN Plus để chơi online vẫn không thay đổi. Có rất nhiều trò chơi trở nên thú vị hơn khi bạn cùng bạn bè trải nghiệm. Để tận hưởng những khoảnh khắc đó trên PS5, gói dịch vụ PSN Plus là điều không thể thiếu. Đối với những game thủ lớn tuổi, phần Classic Catalog của gói PlayStation Plus Premium thật sự hấp dẫn. Tính năng này mở ra kho tàng kinh điển từ PS1, PS2, PS3 và cả PSP, cho phép bạn trở lại với những tựa game yêu thích như là Siphon Filter và Hurt Adventure. Những kỷ niệm trong quá khứ lại ùa về, khiến mình nhớ về những ngày tháng từng cần sự trợ giúp của các anh lớn để vượt qua được màn chơi. Trên đây là những lý do khiến mình quyết định đăng ký và sử dụng gói PSN Plus. Còn bạn, lý do nào khiến bạn chọn hoặc còn ngần ngại với gói dịch vụ này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn phần bình luận bên dưới nha! Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo!